Việt Nam 0602 rút ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12, TPSCM vừa hoàn tất hồ sơ và đề nghị viện kiểm sát cung cấp truy tố hai bảo mẫu. Trường mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12 có hành vi hành hạ trẻ em. Hai bị can bị đề nghị truy tố là Phạm Thị Mỹ Linh, SN 1974, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Thị Đào, SN 1994, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về tội hành hạ người khác. Trước đó, hai bảo mẫu Linh và Đào đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hành hạ người khác từ cuối tháng 11 năm 2017. Theo cơ quan công an, một trong 24 trẻ em bị bảo mẫu hành hạ có chậm phát triển tâm thần vận động. Cả hai bảo mẫu đều đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành 24 trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh. Bảo mẫu Linh khai nhận có hành vi dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q khiến bé này bị tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động. Kết luận pháp y tâm thần nêu rõ, bé Q cần được theo dõi và chăm sóc, giáo dục cho phù hợp. Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh tại cơ quan điều tra ngoài ra, hai bảo mẫu cũng thừa nhận hành vi dùng dao dọa và dùng tay tát liên tục vào mặt, đầu nhiều bé. Bảo mẫu Đào cũng dùng roi nhựa tay đánh các bé khác trong lúc chăm sóc. Về phía gia đình các nạn nhân đã yêu cầu hai bảo mẫu trên và một bảo mẫu liên quan là Phạm Như Quỳnh bồi thường 808.500.000 đồng. Tuy nhiên, cả ba đối tượng trên đều không có khả năng bồi thường. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 cũng đã đề nghị tòa án nhân dân giải quyết nội dung này. Nguồn: Sao Sen AA.